đặc và rất khô. Thế nhưng, nước bột này sẽ tạo ra thành phẩm là những chiếc bánh cống đậu nành Sóc Trăng ngoài giòn, trong mềm, bùi và tơi xốp như bánh bông lan với hương thơm đầy lôi cuốn. Ý kiến của cô là nó đặc, lạ không cái gì khác? Cô pha sẵn. Pha sẵn ở nhà đem ra phải ủ đá nữa. Phải ủ. Nếu các phiên bản bánh cống đến từ Sa Đéc, Gò Công sẽ có nước bột lỏng như bánh xèo, thì phiên bản đến từ Sóc Trăng lại mang đến hương vị khác lạ bởi bột đặc sệt và thơm hương đậu nành. Chính bí quyết này đặc biệt đã giúp quán chỉ trong một buổi chiều bán đến 400-500 cái bánh. Chủ quán cho biết do trong bột chiên có đậu nành xay nên bột để nhiệt độ thường rất dễ lên men, vì thế bột được ủ lạnh liên tục, mang ra bao nhiêu sẽ chiên hết bấy nhiêu. Đậu nành và gạo được pha theo tỷ lệ nhất định nên dù bột đặc bánh vẫn không bị sượng và cứng. Đậu nành thơm khiến món bánh cống trở nên lạ miệng, không giống với vị bánh xèo như các phiên bản khác. Nước mắm được chủ quán nấu từ nước dừa tươi nên có vị ngọt dịu, ăn nhiều không gắt cổ họng.